Đó, khởi động mềm vẫn lên được 223V. Bây giờ mình sẽ thử với một cái tải xem. Mình sẽ thử với một cái máy cắt này. Mình thử thêm với cái bóng 200W sợi đốt nhé. Với cái mạch HT Pro này thì rất nhiều anh em biết rồi, mình cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Mạch thì chạy cũng khá là ổn. Thì hiệu suất thì tùy từng người sử dụng và tùy từng anh em có thể trải nghiệm. Mình thì mình đã sử dụng rồi, nó cũng mạch cũng khá là ổn. Rest in peace. Chào mọi người. Hôm nay thì là một ngày chủ nhật cuối tuần. Một ngày chủ nhật mưa và rảnh rỗi chẳng việc gì. Thì mình có khai quật lại cái mạch này. Cái dạo vừa rồi mình có làm một cái mạch inverter mới, cho nên cái mạch này bị thừa và để một chỗ. Bây giờ mình có kiếm được một cái biến áp UPS. Loại này là thấy nó đề là 1000 kVA. Nên mình muốn tận dụng để lắp ráp một cái inverter loại công suất vừa phải, hệ 24 để sử dụng loại cơ động ấy, có thể mang đi mang lại được, nhỏ gọn. Thì đây cái UPS này, cái biến áp này, biến áp này khá là nặng, chắc cũng phải tầm độ 1 cân. Thì mình muốn sử dụng với cái tải dưới 1000W, chắc chạy đều ở 600W hoặc 500W gì đấy. Thì mình sẽ sử dụng cái biến áp này để lắp ráp. Bây giờ thì nó không còn gọi là thiết kế hoặc là hàn hiệp kiếm linh kiện gì nữa cả, mà bây giờ chỉ là vấn đề lắp ráp vào để hoạt động thôi. Thì mình có cái mạch HT Pro này thì mình đang thừa và đã kiếm cho nó một cái hộp. Cái hộp này thì nó đi theo mình từ lúc đầu tiên, lúc mới bắt đầu thiết làm những cái bộ inverter. Cái này đã từng là một cái bộ lọc nguồn cho dàn âm thanh, đây các công tắc này, và nó cũng đã từng là một cái bộ inverter độc lập như thế này đó. Và sau rất nhiều lần là thay đổi thì nó bây giờ nó rất tan tác rồi vì chấp vá rất nhiều. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tận dụng lại để làm một cái inverter loại nhỏ để sử dụng. Cái chỗ này trước là để lắp một cái đồng hồ thì nó khoét đây, cái đồng hồ đó điện áp. Thì hôm nay sẽ chia sẻ với anh em làm một hãy cùng mình làm một cái bộ inverter loại nhỏ nhá. Sau khi đã thiết kế và phác thảo thì mình cũng chuẩn bị một số vật tư. Cái quan trọng nhất thì vẫn là mạch inverter và biến áp rồi. Còn những cái quạt cực nhỏ như thì mình đã chuẩn bị sẵn. Giờ mình bắt đầu làm nhé.
Đây, như vậy là mình đã lắp ráp hoàn chỉnh rồi. Và mình đã cấp điện áp. Bây giờ mình sẽ chạy với hệ 24V. Cái biến áp này này thì nó có thể chạy được cả hệ 12 và 24. Ở đây thì nó có hai cuộn 7,5, tức là nơi hai đầu điểm đầu và điểm cuối thì nó sẽ là cuộn 12V, 15V thì sẽ chạy cho hệ 24, và lấy điểm giữa và một điểm đầu thì sẽ chạy với hệ 12V. Đó, cái này nó có thể chạy với hệ 24. Mình đã cấp điện áp 25V để có thể chạy được rồi. Thì mình sẽ chạy với cái công suất ở khoảng 500W thôi. Bởi vì cái biến áp này chắc nó chỉ được có như vậy. Và mình sau đó thì mình sẽ thêm một cái đồng hồ. Chắc là cái đồng hồ vị trí này sẽ không được, thì mình sẽ đổi cái vị trí của cái nắp này. Xoay ngược lại là sẽ có thể lắp được cái đồng hồ đằng này. Bây giờ mình sẽ bật máy lên cho anh em xem nhá. Máy đã chạy rồi. Đó, hiện tại là máy đã ra được 223V. Mình tắt bỏ nhé. Tắt bỏ này. Bật lên này. Đó, khởi động mềm vẫn lên được 223V. Bây giờ mình sẽ thử với một cái tải xem. Mình sẽ thử với một cái máy cắt này. Mình thử thêm với cái bóng 200W sợi đốt nhé. Đó. Đối với cái mạch HT Pro này thì rất nhiều anh em biết rồi, mình cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Mạch thì chạy cũng khá là ổn. Thì hiệu suất thì tùy từng người sử dụng và tùy từng anh em có thể trải nghiệm. Mình thì mình đã sử dụng rồi, nó cũng mạch cũng khá là ổn. Nhưng mà công suất thì nó lại phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Công suất điện áp đầu vào và cái tải đầu ra. Nhưng mà cái này thì mình đã sử dụng khoảng 1 năm rồi. Nó rất ít lỗi, nhưng mà chỉ có mỗi cái là rất dễ bị chết phét. Nên mình đã nâng cấp một cái mạch inverter khác. Và mạch này bây giờ đã dư và không chả để làm gì cả. Nên mình đã làm một cái bộ inverter mini này. Sẽ sử dụng với cái vấn đề, với cái mục đích là cơ động và có thể mang đi mang lại cho nó gọn nhẹ, sử dụng với cái công suất vừa phải từ 500 đến 600W thôi, không cần là quá cao vì nó chỉ làm để cho nó khỏi phí thôi. Đó. Anh em có thể tìm kiếm những cái UPS, biến áp UPS này sử dụng rất là tốt, và thông số thì không phải đo đạt gì nhiều, bởi vì các hãng hoặc các nhà sản xuất họ đã đo đạt rất chuẩn rồi, nên không cần phải tính toán gì nhiều, lắp là chạy thôi. Đó. Tùy từng hệ thì anh em có thể chọn loại biến áp phù hợp nhé. Đây, anh em tham khảo nhé. Mình xin kết thúc video ở đây. Chào tất cả mọi người.